So his biggest wish is to unify the country, so he's able to go back to the south. Mm. Ui chà, loà siêu khủng. Ê, làm hai cái về đám cưới. Đầy bom, bom bi. Bom này chị Chú Sơn.
Ui, cái loại pháo này hay vậy. Bom này bom gì thế này? Thế Sơn, ghê gì nó có cái đó, canh canh này đó nhỉ? Cây nhiệt đới à? Đây này, cái này là cái gì đấy, pháo hay là cái gì đấy? Này chân máy bay, nghe cái bánh nó kìa. Đấy, xe đạp đây. Xe đạp hồi xưa đây. Thống Nhất. Ba. Đủ gì ngồi họp cái đấy, đi giấu cái. Quần áo xà cột.
Ha ha.